Cho em miếng này luôn đi. Em này á. Không, 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 cho mình dược, cho mình miếng này dược. Tại vì chị 120 chị. Cho em cái miếng da. 120. Ba cái này nhiêu nè? Ba cái này hả? 100 ngàn đi. Hôm nay là chặt rồi, bé bé bé. 70 cái xíu mỡ chị. Xíu nè. Xíu mỡ á. Chị, từ từ đi chị. Ai cũng nhớ hết trơn. Cơm cái gì mày? Mày không luôn.
85.000 của anh. Hai ổ mì tôm mà. Dược ơi, lấy đồng heo đi Dược ơi. Hôm nay là chị Mai tự ra đầu heo luôn nha cả nhà. Thành coi thử với bà xong ra. Thêm nước con luôn. Chị Mai tự ra đầu heo. Chị Mai. Chọc cái mùa hè rồi. Đưa đầu heo lên cho chọc phần. Sớm bữa chị Mai. Chọc cười khó lắm nha, không dễ mà đâu có cười đâu à. Dạ. Em làm liền nhanh nha. Xếp chồng để chờ dì Mai. Lấy cái vỏ đi bỏ vô chị ơi. Lấy cái vỏ bỏ vô con. Ở ngoài xe này rồi mất công á. Chú mua gì con? Chặt luôn. Rồi.
tiên nhiêu vậy? 7. Cái xương non chia hộp, hai hộp cái gì?
đầu gì con? Nửa cái đầu. Thôi nhét bánh mì đó thôi, để thôi rồi, 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 cảm ơn. Còn thứ hai đây? 150 xíu. Xin cảm ơn tất cả các nhà nha. Chúc các nhà luôn mạnh khỏe, thành công trong trong cuộc sống. Chúc các nhà luôn vui vẻ. Nếu các nhà xem video mới thứ hai thì các bạn hãy chia sẻ giúp em, để đăng ký ủng hộ em để xem những video mới nhất của em. Anh đứng lên. Đành nửa cái đầu luôn, thịt luôn không thôi hay sao, hay là nửa đầu xương? Con có chặt không mà để nguyên? Chặt luôn á con. Con cái đầu này là 360 ngàn. Chặt cái này sao? Có lấy thịt không anh cô? Được. Dạ. Nhiều quá. Cô mới hỏi con. Rồi, của con là 300 ngàn đúng không? Anh cỡ 200 ngàn thôi. Đây ha. Cái này. Cổ tài. Rồi, của con là 260 ngàn đúng không? Cái giá nữa. Cái giá nữa hả? Đây.